Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay đã có hơn 30 địa phương đã và đang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP theo quy mô khác nhau. Và chỉ trong một thời gian ngắn, với hàng ngàn sản phẩm hàng hóa đa dạng được ra đời, đã tạo nhiều công việc làm cho người dân địa phương cũng như giúp xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều khó khăn cần được đẩy mạnh. Hiện cả nước có hơn 6.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất hơn 4.800 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ. Kết quả này cho thấy hầu hết các sản phẩm dịch vụ trên đều có khả năng, dư địa để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và thương mại hóa nếu được chú trọng đầu tư, được chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách bài bản, thống nhất và đồng bộ. Để mà hỗ trợ các cái làng nghề sản phẩm tham gia cái OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng ấy thì Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại Ninh Bình ấy đã có xây dựng cái kế hoạch để hỗ trợ cho các cái đơn vị mà tham gia cái OCOP xây dựng, thứ nhất là xây dựng cái thương hiệu sản phẩm, hai là tìm kiếm thị trường để hỗ trợ cho các cái đơn vị này tiêu thụ hàng hóa trên cái địa bàn khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trên cả nước. Mặc dù hiện nay các sản phẩm làng nghề, các sản phẩm OCOP rất đa dạng nhưng đầu ra tập trung còn chưa được nhiều địa phương chú trọng. Do vậy, việc tiêu thụ các sản phẩm này cần được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, các buổi giao thương cũng như các điểm bán hàng tập trung. 39 cái sản phẩm mà đến thời điểm hiện tại đã được cái ban chỉ đạo cái sản phẩm OCOP của tỉnh chấm điểm theo cái tiêu chí của chính phủ đã ban hành. Thế và để tìm đầu ra cho những sản phẩm này của tỉnh thì tỉnh Lào Cai đã có một cái kế hoạch rất là chi tiết, trong đó là vai trò của ngành công thương trong cái hoạt động xúc tiến thương mại là tương đối rõ nét. Và tỉnh cũng tập trung những cái nguồn lực nhất định để cho cái hoạt động này. Năm 2019 là đưa ra 10 sản phẩm đặc sản của Yên Bái, là đưa đi các hội chợ để giới thiệu và quảng bá. Đấy. Năm nay đối với Yên Bình, đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thì chúng tôi cũng đưa 10 sản phẩm về, 10 sản phẩm đặc trưng của Yên Bái về đến tham gia hội chợ này. Tỉnh Yên Bái đã có chủ trương là xây dựng cái chương trình OCOP. Thì chúng tôi hy vọng là sẽ được giới thiệu được sản phẩm của Yên Bái đến với mọi người, đến với người tiêu dùng và đến với các cái đại lý tiêu thụ của trong cả nước. Để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP, các bộ ngành địa phương đã tổ chức nhiều hội chợ xúc tiến thương mại, hội chợ OCOP nhằm tạo cầu nối cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, hộ sản xuất đưa sản phẩm đến rộng rãi hơn với thị trường và người tiêu dùng. Hàng của chúng tôi xuất khẩu đi rất nhiều nước. Nhưng mà mục đích chính là tôi tham gia cái hội chợ này để nhằm quảng bá giới thiệu với các khách trong nước biết đến những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Minh Trang. Đồng thời cũng là nhằm đây là một cái mặt hàng cũng muốn giới thiệu cho những người dân Ninh Bình cũng như là các tỉnh lân cận biết đến cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi tham dự hội chợ lần này là để đưa cái sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách thiết thực nhất, và cái sản phẩm của chúng tôi giá rất là cao và đạt chất lượng chuẩn rồi, nhưng mà chúng tôi còn muốn là nâng cao cái sản phẩm đạt chuẩn hơn nữa để đưa được cái sản phẩm mình đến với cả các nước trong khu vực và các trên thế giới. Các hội chợ đã góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của các địa phương, sản phẩm nông sản, đặc sản của các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần tích cực trong khâu tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề xây dựng và phát triển thị trường, tìm kiếm bạn hàng và ký kết các hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, đưa sản phẩm OCOP hội nhập với các sản phẩm nông nghiệp của cả nước và từng bước hội nhập với sản phẩm các nước trong khu vực.